Sài Gòn, nơi bạn sẽ đến cùng chúng tôi trong mùa hè này. Không đâu thích thú hơn việc có thể ngồi trên chiếc xích lô để dạo một vòng Sài Gòn bạn nhỉ? Hãy đeo ba lô lên và đi thôi nào. Như bạn đã biết, Sài Gòn từ lâu đã trở thành dấu ấn khó phai trong lòng người dân đất Việt. Không riêng gì những con người của đất Sài Gòn, mà ngay cả khách du lịch trong và ngoài nước cũng đều cảm nhận được vẻ đẹp độc đáo khi đặt chân đến. Mỗi một công trình kiến trúc đều gắn liền với các mốc lịch sử quan trọng, đánh dấu từng bước thay đổi để có được một Sài Gòn năng động như hôm nay. Sự thay đổi quan trọng nhất bắt đầu từ Bến Nhà Rồng, nay là Bảo tàng Hồ Chí Minh. Bạn có biết tại sao lại có tên là Bến Nhà Rồng không? Vì trên nóc được gắn hai con rồng đang châu đầu vào mặt trăng, theo mô típ lưỡng long chầu nguyệt đấy. Chính nơi đây, vào ngày 5 tháng 6 năm 1911, người thanh niên yêu nước của Việt Nam Nguyễn Tất Thành đã ra đi tìm đường cứu nước. Năm 1955, chính quyền miền Nam thay thế hai con rồng cũ thành hai con rồng mới với tư thế quay đầu ra ngoài, đổi tên là Bảo tàng Hồ Chí Minh. Đã đến Sài Gòn, bạn đừng quên ghé thăm Dinh Độc Lập nhé. Bạn biết không, tháng 2 năm 1868, dinh do Pháp xây dựng có tên là Notre Dame. Đến năm 1955, được đổi tên thành Dinh Độc Lập. Tại nơi đây, sáng 30 tháng 4 năm 1975, xe tăng quân đội nhân dân Việt Nam đã tông hút cổng chính, sau đó tiến thẳng vào dinh, hạ lá cờ Việt Nam Cộng Hòa trên nóc dinh xuống và kéo lá cờ Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam lên, kết thúc 30 năm cuộc chiến tranh Việt Nam. Sau khi tham quan Dinh Độc Lập, bạn có thể ghé thăm nhà thờ Đức Bà, một kiến trúc khác của Pháp để lại tại Sài Gòn nhé. Bạn sẽ được chiêm ngưỡng nét đẹp độc đáo, được thiết kế theo phong cách kiến trúc Roman pha trộn phong cách Gothic. Nhà thờ được xây dựng vào ngày 28 tháng 3 năm 1863 đến năm 1895, nhà thờ xây thêm hai tháp chuông. Nếu nhìn từ trên cao, bạn sẽ thấy nhà thờ có hình chiếc thánh giá rất độc đáo đấy. Nhà thờ Đức Bà không chỉ là nơi hành lễ của những người công giáo, mà còn là điểm tham quan quen thuộc của dân Sài Gòn, thu hút rất nhiều khách du lịch đến đây. Bạn có thể đến cầu nguyện, chụp hình, và đặc biệt, những bức ảnh cưới tuyệt vời ở đây sẽ giống như một minh chứng cho tình yêu của bạn. Bạn có muốn chọn cho mình vài món quà lưu niệm đặc trưng của Sài Gòn không? Hay bạn thích đi dạo mua sắm? Và nếu bạn mê ẩm thực thì đừng quên ghé thăm chợ Bến Thành nhé! Cuối tháng 1 năm 2012, chợ Bến Thành được tạp chí ẩm thực Food & Wine chọn là 110 điểm đến có món ăn đường phố hấp dẫn nhất hành tinh đấy. Rất đáng tự hào phải không? Có thể bạn chưa biết, năm 1860, chợ cũ bị cháy mất một gian, phải xây cất lại bằng cột gạch, sườn sắt, lợp bằng ngói. Còn chợ Bến Thành mới được xây dựng từ năm 1912 đến năm 1914 thì hoàn tất. Chợ hiện có tổng diện tích 13.056 m², trung bình mỗi ngày chợ đón 15.000 lượt khách và là nơi thu hút rất nhiều khách tham quan từ khắp mọi nơi. Ngoài ra còn nhiều công trình kiến trúc đẹp mắt hơn nữa mà chắc chắn sẽ làm bạn nhớ mãi khi đến với Sài Gòn thân thương này. Hãy xách ba lô lên và đi khám phá thôi nào!